các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến. Số 3. Mọi việc nay càng rõ khi Harriman chủ động đề nghị có cuộc gặp với Lê Đức Thọ và Xuân Thủy. Ở đây, một con én có thể làm nên mùa xuân. Cuộc gặp thứ nhất. Ngày gặp mùng 8 tháng 9 năm 1968. Về địa điểm. Lúc đầu, đoàn Mỹ đề nghị một biệt thự nhỏ hẻo lánh ở phố Boileau. Sau, họ nhận họp tại nhà riêng của đoàn Việt Nam ở Vichy-sur-Seine. Phía Việt Nam, ngoài các ông Lê Đức Thọ và Xuân Thủy, có Hà Văn Lâu và phiên dịch Nguyễn Đình Phương. Phía Mỹ, ngoài Harriman, có Vance, Pupo Habit. Sau những câu chuyện xã giao giáo đầu, Harriman vào đề trước. Ông ta nói, nhiệm vụ của người đàm phán là tìm cách vượt qua khó khăn để đạt được thỏa thuận, và có cảm giác rằng những ý kiến của hai bên khác nhau là về hình thức hơn là thực chất. Ví dụ, hai bên cùng tán thành về cơ bản là Hoa Kỳ chấm dứt ném bom rồi chuyển sang nói chuyện nghiêm chỉnh để tiến tới một giải pháp hòa bình. Hiện nay chỉ còn khác nhau ở chỗ thực hiện việc chấm dứt ném bom trong hoàn cảnh như thế nào, còn khác nhau ở cách hiểu chữ nghiêm chỉnh trong câu nói chuyện nghiêm chỉnh. Rồi ông ta nhắc lại, quan tâm lớn nhất của Tổng thống Johnson là cái gì sẽ xảy ra ở khu phi quân sự. Vấn đề nói chuyện nghiêm chỉnh là phải có đại diện của chính phủ Sài Gòn, và cũng với tinh thần đó, Việt Nam sẽ có đại diện của Mặt trận Dân tộc Giải phóng hoặc người nào khác tùy phía Việt Nam. Ông ta cũng nói, không phản đối nói chuyện tay đôi về tương lai của hai nước, các vấn đề lợi ích lớn hiện nay và tương lai của Bắc Việt Nam. Bộ trưởng Xuân Thủy nhắc lại rằng, thái độ của Việt Nam lúc nào cũng nghiêm chỉnh, ở Kölnberg hay trong gặp riêng. Bộ trưởng cũng xác nhận những tuyên bố của Hà Văn Lâu với Vance trong các cuộc gặp trước đây là quan điểm của đoàn và chính phủ Việt Nam. Tiếp đó, Xuân Thủy nhường lời cho cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ. Lê Đức Thọ, hôm nay tôi chưa đi vào cụ thể, tôi chỉ phát biểu một số ý kiến tổng quát về tình hình thực tế của cuộc chiến tranh xâm lược mà các ông đã tiến hành chống lại đất nước chúng tôi. Vì có hiểu đúng và đánh giá đúng tình hình thực tế mới tìm ra được giải pháp đúng. Trước hết, ông nói về quy mô chiến tranh. Một cuộc chiến tranh lớn nhất, tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông đem số dân miền Nam so sánh với số lượng quân Mỹ, số bom đạn Mỹ đã dùng, ngân sách Mỹ đã chi tiêu, thương vong của Mỹ, thất bại của Mỹ từ lúc ủng hộ Ngô Đình Diệm đến chiến tranh đặc biệt và sau hai mùa khô vừa qua. Chỗ yếu của Mỹ và thế thua chắc chắn của Mỹ, vân vân. Sau đoạn tổng quát ngắn gọn, cũng 10 trang đánh máy dày đặc, dài gần 1 giờ đồng hồ, Xuân Thủy thấy không khí có phần nặng nề, bèn đề nghị tạm nghỉ. Harriman vui lòng ngay. Bởi vì tôi đã có nhiều cái nhét vào trong đầu quá. Trước khi nghỉ, ông Thọ còn nói, các ông phải đọc cho kỹ và hiểu cho kỹ những điều tôi nói để thấy rõ tình hình thực tế. Gần nửa giờ nghỉ qua, mọi người trở lại phòng họp, cố vấn Lê Đức Thọ lại nói về miền Bắc Việt Nam, về âm mưu và thất bại của Mỹ ở chiến trường Việt Nam, về ngân sách hao hụt, cán cân thanh toán mất thăng bằng, chảy máu vàng, nhân dân phản đối, binh lính chán ghét chiến tranh, cô lập trên thế giới, vân vân. Ông không quên trích dẫn những nhận xét của nhiều chính khách, Anh, Pháp để chứng minh thất bại của Mỹ. Tất cả thêm 4 trang đánh máy nữa. Cuối cùng ông nói, nếu Mỹ thật sự có thiện chí
để giải quyết vấn đề Việt Nam thì phía Việt Nam cũng sẵn sàng cùng Mỹ giải quyết. Nếu Mỹ cứ tiếp tục theo đuổi chính sách thực dân mới thì sẽ không giải quyết được và trách nhiệm thuộc về Mỹ. Harriman bình tĩnh lắng nghe, không phải không sốt ruột, và có lúc ông Thọ tạm dừng, bèn hỏi: "Tôi sẽ đợi ông nói hết phần thứ hai rồi mới bình luận hay sao?" "Được, để tôi nói hết rồi ông hãy bình luận," ông Thọ nói. Nhưng cả sáng chủ nhật hôm đó, Harriman không có thì giờ bình luận. Hai bên định cho phiên họp sau. Phía Mỹ muốn họp sớm vào thứ ba, tức mùng 10 tháng 9, nhưng sau đồng ý vào thứ năm, 12 tháng 9. Harriman còn đề nghị gặp riêng mỗi tuần hai lần. Lê Đức Thọ đồng ý về nguyên tắc. Harriman cảm ơn lòng mến khách của chủ nhà và hy vọng có dịp đón đoàn Việt Nam tại chỗ ở của Mỹ, cũng vắng vẻ và kín đáo. Cuộc gặp thứ hai, ngày 12 tháng 9. Thành phần như cuộc họp trước, Lê Đức Thọ: "Hôm trước, ông Harriman đã nói bị nhồi sọ nhiều. Hôm nay, tôi lại tiếp tục làm việc đó." Ông cười. Xuân Thủy: "Chịu khó nghe vậy." Harriman: "Chúng tôi kiên nhẫn thôi." Ông Thọ bắt đầu nói về chủ trương của Việt Nam và của Mỹ về giải pháp chính trị. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho Mỹ ra khỏi Việt Nam một cách danh dự. Việt Nam có thiện chí, ông đưa ra ví dụ. Hà Nội đi vào nói chuyện ngay với Mỹ khi Mỹ chưa đáp ứng yêu cầu của Việt Nam mà mới chỉ hạn chế ném bom miền Bắc. Hai là 4 tháng nói chuyện chưa chuyển biến nhưng đoàn Việt Nam vẫn nhận nói chuyện riêng. Ông nhắc đến lập trường cơ bản của Việt Nam là đòi độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Miền Nam Việt Nam độc lập, hòa bình, trung lập, có quan hệ với Mỹ. Miền Bắc cũng có thể quan hệ với Mỹ. Nhưng trước khi đi vào giải pháp chính trị thì Mỹ phải chấm dứt không điều kiện việc ném bom và mọi hành động chiến tranh khác chống Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ông tố cáo Mỹ hạn chế ném bom miền Bắc nhưng lại tập trung lực lượng đánh vào khu vực Cán Son, vùng hẹp phía nam khu 4 cũ, một cách ác liệt, phê phán hai giai đoạn do Vance đề ra, thực chất là có đi có lại, phê phán công thức Manila. Theo đó, việc rút quân của Mỹ sẽ hoàn tất 6 tháng sau khi quân miền Bắc rút khỏi miền Nam, cho đó là không có đạo lý là tìm cách đóng quân lâu dài ở miền Nam, củng cố lực lượng cho Thiệu Kỳ để phi Mỹ hóa chiến tranh, thực hiện chủ nghĩa thực dân mới. Nếu các ông cứ giữ chủ trương một giải pháp theo yêu cầu của các ông thì chiến tranh sẽ tiếp diễn, các ông sẽ tăng cường chiến tranh ở miền Nam, ném bom trở lại miền Bắc, nhưng thế nào rồi cũng thất bại. Mong phía Mỹ có thiện chí để giải quyết vấn đề. Cuộc họp tạm nghỉ. Khi trở lại phòng họp, Harriman cảm ơn sự thẳng thắn của ông cố vấn đặc biệt. Nhưng trước khi trả lời, trường đoàn Mỹ nhắc lại đề nghị cũ là gặp riêng 2 hoặc 3 lần một tuần. Hai bên thỏa thuận lần họp tới cũng ở Vichy Sursainer và sẽ định địa điểm cho kỳ họp tiếp theo. Đi vào nội dung, Harriman nói: "Chúng ta đồng ý với nhau là muốn nói chuyện tốt hơn phải chấm dứt tất cả các cuộc ném bom. Các ông đòi chấm dứt ném bom không điều kiện. Chúng tôi chấp nhận điều đó. Nhưng chúng tôi có đưa ra là làm sao có hoàn cảnh để cho Hoa Kỳ có thể chấm dứt ném bom không điều kiện. Chúng tôi đã đưa ra những đề nghị cụ thể với Đại sứ Hà Văn Lâu, nhưng hình như các ông không ưa lắm. Nếu các ông vui lòng nói chuyện điều đó, thì chúng ta có thể bàn về hoàn cảnh để Tổng thống chúng tôi tiến bước lên." Nhưng Harriman cũng nói, hôm nay ông ta chưa thảo luận việc đó, mà chủ yếu ông ta bình luận ý kiến của Lê Đức Thọ nói hôm trước. "Trước hết, tôi bác bỏ việc ông mô tả lịch sử như là có sự xâm lược của Hoa Kỳ. Tình hình chủ yếu là cơ sở trên sự xâm lược của Hà Nội. Cuộc chiến tranh này được vạch ra, khởi đầu và chỉ huy từ Hà Nội là sự xâm lược của chủ nghĩa cộng sản chống chủ nghĩa quốc gia ở miền Nam Việt Nam. Còn Mỹ vào miền Nam là do nhân dân miền Nam yêu cầu
để chống lại sự xâm lược của Hà Nội bằng vũ lực và khủng bố. Ông ta cũng cho rằng chiến tranh Việt Nam không phải là tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ, chỉ khoảng từ 3 đến 3,5% giá trị tổng sản phẩm quốc dân của Mỹ, còn chiến tranh Triều Tiên năm 1953 là 14% và chiến tranh thế giới năm 1945 là 50% giá trị tổng sản phẩm của Mỹ. Nhưng Harriman cũng thừa nhận đó là một gánh nặng không thích thú. Về tình hình chiến sự gần đây, trưởng đoàn Mỹ nói là Bắc Việt Nam và Việt Cộng đã thất bại. Từ Tết đến nay đã mất 14 vạn người, không chiếm được một thành phố nào, không một căn cứ nào của Mỹ bị mất. Quân quốc gia ngày càng được tăng cường về khả năng chiến đấu và lòng tin. Chưa bao giờ Cộng hòa Việt Nam và đồng minh mạnh như lúc này. Cái gọi là khởi nghĩa đồng loạt cũng thất bại. Về chính trị, Harriman nói, chính phủ Nam Việt Nam là một thực tế mà các ông không thể lờ đi được. Chính quyền của nó, quân đội của nó cũng là những thực tế. Nó phải được tham gia vào bất cứ cuộc nói chuyện nào về tương lai chính trị của Nam Việt Nam. Mặt trận dân tộc giải phóng được thành lập ở Hà Nội là tay sai cho Bắc Việt Nam ở Nam Việt Nam. Quân đội của nó là do các sĩ quan Bắc Việt Nam chỉ đạo. Harriman nhấn mạnh, cả Hà Nội và Washington đều không có quyền định đoạt tương lai của Nam Việt Nam. Chúng ta cần tập trung tìm cách chấm dứt chiến tranh để nhân dân Nam Việt Nam quyết định tương lai chính trị của mình. Nhân dân Mỹ muốn hòa bình nhưng là nền hòa bình trong danh dự. Nhân dân Mỹ không chờ trải thảm đỏ hoặc được tặng hoa, họ tìm kiếm thực chất của giải pháp. Nghỉ một lát, rồi Harriman tiếp. Chúng tôi tôn trọng và ủng hộ mạnh mẽ nguyện vọng quốc gia chống chủ nghĩa thực dân mới dưới bất cứ hình thức nào, chống lại sự chiếm lấy đất nước bằng xâm lược cộng sản từ bên ngoài hay bất cứ sự xâm lược nào khác. Nhắc tới lời của ông Thọ ủng hộ cương lĩnh mặt trận dân tộc giải phóng, chủ trương có sự độc lập cho Nam Việt Nam, trưởng đoàn Mỹ nói, nếu thế thì chúng ta có thể đạt được một giải pháp thực hiện mục đích đó. Có nhiều điểm trong cương lĩnh của mặt trận cũng phù hợp với ý nghĩ của phía Mỹ. Ông ta nói, để đi tới thỏa thuận về quyền tự quyết của nhân dân Nam Việt Nam, chúng tôi đã yêu cầu có đại diện chính phủ Cộng hòa Việt Nam ở phía chúng tôi. Còn chúng tôi hoàn toàn chấp nhận là phía các ông có đại diện của mặt trận, của liên minh hoặc người nào khác. Ông cũng đồng ý với Lê Đức Thọ rằng cơ sở thỏa đáng để đảm bảo hòa bình ở Đông Nam Á là Hiệp định Geneva năm 1954 và 1962 về Lào và nhấn mạnh không có sự có mặt hoặc sức ép của lực lượng quân sự ở bên ngoài hoặc những lực lượng lật đổ. Ở Nam Việt Nam cũng thế, vì vậy các lực lượng nước ngoài phải rút khỏi các nước này. Harriman nhấn mạnh, chúng tôi sẵn sàng rút quân khi nào các ông rút quân của các ông. Hoa Kỳ sẵn sàng thảo luận về thời gian và thể thức của việc cùng rút quân đó. Harriman cũng chia sẻ mong muốn của Lê Đức Thọ rằng Bắc Việt Nam và Hoa Kỳ có quan hệ hai bên cùng có lợi sau khi hòa bình lập lại để nhân dân Việt Nam quyết định tương lai của mình, kể cả vấn đề thống nhất. Ông tỏ ý muốn giúp đỡ các nước trong khu vực, kể cả Bắc Việt Nam, xây dựng lại. Cuối cùng Harriman nhắc lại, cái gì sẽ xảy ra sau khi chấm dứt ném bom, đó là điều rất quan trọng để hai bên cùng xuống thang, cùng giảm mức độ bạo lực để Tổng thống Mỹ có thể quyết định chấm dứt ném bom không điều kiện. Cuối cùng, hai bên hứa nghiên cứu quan điểm của nhau. Cuộc gặp thứ 3, ngày 15 tháng 9. Harriman mở đầu nói rằng đoàn Mỹ là phi chính trị, rằng ông ta làm nhiệm vụ về Đông Dương từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Đã nhiều lần ông được giao trách nhiệm, khuyên người Pháp đừng trở lại đó. Kể thì nhiều vấn đề đã được giải quyết rồi nếu chính sách đó đã được nghe theo. Bình luận về phát biểu của cố vấn đặc biệt, ông ta nói, phía Hoa Kỳ rất quan tâm tới lời tuyên bố của ông Thọ, nói rằng công việc nội bộ của Nam Việt Nam
phải do chính nhân dân Nam Việt Nam giải quyết, không có sự can thiệp của bên ngoài. Điều đó phù hợp với quan điểm của Hoa Kỳ. Nhắc tới lời Lê Đức Thọ, nói rằng trong khi chờ đợi thống nhất Việt Nam, những điều khoản của Hiệp nghị Geneva 1954 cần được triệt để tôn trọng. Điều đó cũng phù hợp với quan điểm của Hoa Kỳ. Ông ta thấy rằng hình như cả hai lời tuyên bố này đều nhấn mạnh vào sự cần thiết của việc rút mọi quân đội bên ngoài ra khỏi Nam Việt Nam. Ông ta còn nói, việc rút quân Mỹ là mấu chốt, nhưng việc rút tất cả quân đội bên ngoài cũng là mấu chốt. Hình như đó là lĩnh vực chung, trên đó hai bên có thể đi tới thỏa thuận. Rồi Harriman đưa ra một tuyên bố về chính sách mà ông ta nói là quan trọng. Đòi cả quân Mỹ và quân miền Bắc rút đồng thời ra khỏi miền Nam. Nhưng vì quân Mỹ đông hơn, nhiều trang bị, sẽ rút xong 6 tháng sau khi quân miền Bắc đã rút. Xuân Thủy chất vấn. Thế thì đồng thời ở chỗ nào? Harriman. Tôi xin nói hết đã. Khi quân Bắc Việt Nam cũng như quân Hoa Kỳ đã rút xong thì sẽ không được đưa vào nữa. Trong công thức Manila, do Johnson và những người đứng đầu các nước có quân tham chiến ở Việt Nam đưa ra vào năm 1966, tác giả. Có câu, khi mức độ bạo lực giảm. Câu này không nhằm nói đến bất kỳ sự bạo lực nào có thể xảy ra giữa người Nam Việt Nam với nhau khi quân miền Bắc đã rút. Xuân Thủy. Nghĩa là sau khi quân đội nước ngoài rút khỏi miền Nam Việt Nam, nếu ở miền Nam Việt Nam có bạo lực giữa người Nam Việt Nam thì là chuyện của họ. Harriman. Đúng rồi, như vậy. Xuân Thủy bác bỏ quan điểm của Mỹ. Thì Harriman nói rằng điều ông ta đưa ra không phải là một điều kiện, mà đó là bảo đảm có tính khẳng định là quân đội nước ngoài sẽ rút càng sớm càng tốt, chậm nhất không quá 6 tháng. Sang vấn đề chấm dứt ném bom, Harriman nói rằng một trong những nhân tố liên quan tới việc chấm dứt ném bom rất quan trọng mà Tổng thống Mỹ gần đây nhấn mạnh là vấn đề hoạt động quân sự ở bên trong hoặc xuyên qua khu phi quân sự và tập trung ở bắc khu phi quân sự phải chấm dứt. Ông ta cũng nhắc lại sẵn sàng bàn việc giám sát quốc tế trong khu vực này, rồi yêu cầu giải thích câu mà Hà Văn Lâu đã nói với Vance. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa biết phải làm gì sau khi Mỹ chấm dứt ném bom. Cuối cùng ông ta nêu lại việc chính quyền Sài Gòn và mặt trận phải tham gia trong bất cứ cuộc thảo luận nào liên quan đến tương lai chính trị của miền Nam Việt Nam. Lê Đức Thọ lại nói một bài dài, ai là kẻ xâm lược, ai phá hoại Hiệp nghị Geneva. Đến tính chất bù nhìn và thái độ hiếu chiến của chính quyền Sài Gòn. Nhắc lại, quyền thiêng liêng của nhân dân Việt Nam bảo vệ đất nước của mình đến thắng lợi của mặt trận. Trả lời về những điểm đồng nhất của hai bên mà Harriman nêu ra, ông Thọ nói, cách hiểu của hai bên khác nhau và thêm. Sau khi chấm dứt ném bom, các ông cùng chúng tôi sẽ đề ra các vấn đề thảo luận. Vấn đề quân đội nước ngoài rút khỏi miền Nam sau khi chấm dứt ném bom sẽ thảo luận. Việc chấm dứt ném bom là không có điều kiện. Các ông đã nhận điều đó. Sau khi các ông chấm dứt ném bom, chúng ta sẽ bước sang giai đoạn 2. Các ông sẽ đưa các vấn đề của các ông. Chúng tôi sẽ đưa vấn đề của chúng tôi. Hai bên sẽ bàn để đi tới chương trình nghị sự. Cái gì sẽ xảy ra sau khi chấm dứt ném bom mà ông Lâu nói là cái đó? Vấn đề có đại diện Việt Nam Cộng Hòa tham gia. Sau khi chấm dứt ném bom, chúng ta sẽ bàn. Xuân Thủy thêm. Chúng tôi đã nghiên cứu, đã chiếu cố đến ý kiến các ông. Các ông có đề ra hai giai đoạn. Chúng tôi đồng ý là sau chấm dứt ném bom sẽ vào giai đoạn 2. Điểm 2. Sau khi chấm dứt ném bom, chúng tôi đồng ý bàn chương trình nghị sự và toàn bộ vấn đề Việt Nam. Ông Vance có nói, sau khi chấm dứt ném bom, một thời gian mới sang giai đoạn 2, chúng tôi còn tích cực hơn nữa. Ngay ngày hôm sau, khi các ông chấm dứt ném bom, nếu cần,
chúng tôi sẽ bàn ngay các vấn đề khác. Hariman cho lời Xuân Thủy là quan trọng, nhưng vẫn nhắc lại vấn đề khu phi quân sự và hoàn cảnh. Lê Đức Thọ nói, chấm dứt ném bom là cái nút, chỉ chờ Mỹ làm việc đó để bàn các vấn đề. Hariman lấp lửng, bước khó nhất là ném bom miền Bắc thì chúng tôi phải đi, bước sau dễ hơn thì đến phần các ông, mỗi bên phải được một cái gì đó, đó là mấu chốt. Qua phiên họp này, phía Mỹ đã có phần hạ giọng. Từ bốn điều kiện, Hariman chỉ nhấn mạnh vấn đề khu phi quân sự, không nói đến tấn công các thành phố miền Nam mức độ thâm nhập. Còn vấn đề chính quyền Sài Gòn và mặt trận tham gia giai đoạn 2, Hà Nội đã chủ liệu và xem như tất yếu nhưng chưa đưa ra. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.